may mắn không để đâu cho hết. Đây chính là những con giáp được thần tài chiếu mệnh ăn nên làm ra trong 7 ngày tới. Xin được chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, bởi trong 7 ngày tới, cuộc sống của các bạn sẽ đón nhận vô số những cái tin vui. Tin vui đầu tiên về tài chính, các khoản đầu tư trước đây bỗng nhiên sinh lời, tạo ra cho các bạn một khoản tiền không hề nhỏ. Về mặt công việc thì nhiều bạn sẽ ký kết được các hợp đồng có giá trị cũng như là gặp được những cái đối tác làm ăn có tâm có tầm tiền bạc thu về ẩm ẩm, thoải mái mua nhà tậu xe, sắm sửa Tết Nguyên đán 2024, ăn Tết cực to. Về mặt tình cảm thì những người có đôi có cặp thì lại dễ chúng tiếng xét ái tình, cũng như là gặp được cái chân ái của mình trong cái ngày hôm nay. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới trong tuần mới, từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 âm lịch năm 2023, tức nó sẽ rơi vào ngày 15 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Vậy thì trong cái vận trình tuần mới thì cái số phận của 12 con giáp sẽ ra sao? Đâu là những con giáp may mắn và đâu là những con giáp mà quý vị cần phải hết sức lưu ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người dự tí À quý vị thân mến, à các chuyên gia tử vi học cũng cho biết những người tuổi Tý là một trong những con giáp thẳng thắn tự tin. Các bạn thường khó chấp nhận được những cái sai lầm của mình. Nhưng bù lại, những cái kỹ năng mà các bạn có được từ cái sự trải nghiệm cuộc sống cho các bạn khả năng phân tích tình huống và đưa ra quyết định một cách là nhanh chóng và chính xác. Những người độc thân thì dễ bị nhầm lẫn trong cái cảm xúc của mình và để bản thân vướng vào những cái rắc rối trong thời gian này. Các bạn cần phải biết lắng nghe, lắng nghe trái tim của mình nhiều hơn. Đừng có nên đưa ra những quyết định quá vội vàng ở trong thời gian này thì trong mắt bạn bè những người tuổi Tý luôn là một người rất đáng tin cậy dù thế thì cái lòng chắc ẩn và cái sự đồng cảm đôi khi cũng mang đến những cái rắc rối cho các bạn đấy khiến cho các bạn khó có thể từ chối được những người khác đặc biệt là bạn bè Ở trong cái tuần này thì có nhiều cái cutting tinh nó chiếu mệnh nó tương trợ nên là những người tuổi Tý cũng hài lòng với cái tình hình tài chính hiện tại khi mà các bạn nhìn lại sau một cái năm vất vả thì cũng đã tạo ra nhiều cái kết quả đáng kể nhiều người thì dùng dính tiền tiêu và chuẩn bị một cái Tết ấm no bên gia đình và những người mình thương yêu nhất. Vậy nên là gì? Những người tuổi Tý cũng cực kỳ là hanh thông thuận lợi. Đâm ra là gì? Đây sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm vượng khí cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tý. Đó là con giáp đầu tiên chúng ta xét. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ hai là những người tuổi sửu. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái tuần mới này, 7 ngày tới đây thì mọi việc vẫn diễn ra êm đềm nhưng cũng cho thấy những người tuổi sửu là những người mà khá nghiêm khắc với cái bản thân nói việc hôm nay chứ để ngày mai và là cái tôn chỉ trong cái cách làm việc của những người tuổi xíu nhờ thế mà không có gì tồn động hay là làm cho các bạn cảm thấy là gì lo lắng lúc này à, chính cái thái độ trịnh thượng của những người tuổi xíu sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thất vọng thời gian này họ muốn có thời gian riêng cho mình nên là có phần gì sao nhãn ít quan tâm đến bạn thêm nữa lại có một vài cái khung tinh nó xuất hiện trong khoảng thời gian này Điểm báo đó có một vài cái tai họa bất ngờ nó xảy ra. À, vậy nên khuyên những người tuổi sửu hãy cẩn thận cho công việc hoặc là khi xuất hành đi xa. Lúc này thì các bạn nên hạn chế cái việc lái xe và không nên đi xa nếu như mà không có việc thực sự quan trọng. À, thêm nữa, khá nhiều việc chuẩn bị từ cái việc là cúng ông công ông táo tới cái đón giao thừa sẽ khiến cho các bạn háo hức và tiêu tốn khá nhiều là tiền bạc. Nếu các bạn chuẩn bị được một khoản tiền khá khá thì lúc này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Vì thế để gia tăng tiếng vận may cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Tiếp theo, con giáp thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi Dần. À thưa quý vị, cuộc sống của những người tuổi Dần phát triển theo cái hướng không mấy thuận lợi trong 7 ngày tới đây. Các bạn rất dễ bị người khác soi mói, đồng thời vì quá cứng đầu cứng cổ với cái quan điểm của bản thân nên là gì? Dễ lâm vào cái bế tắc, tự tạo thêm cái áp lực cho mình những người tuổi dần vốn là những người nóng tính Nên đôi khi còn lên giọng với nửa kia đấy à, Các bạn còn có kiểu là giận cá chém thớt Nên là chẳng kiêng nể ai trong lúc nóng giận cả Chính cái điều này nó đẩy các bạn và người ấy Thì cái quan hệ ngày càng bị xa cách Khiến cho nguy cơ xuất hiện của kẻ thứ ba rất là cao Thêm nữa, lại có cái cắt tinh đào hoa nó chiếu mệnh Nó cho thấy là gì? Trong thời gian này thì những người độc thân được rất nhiều người sức đoán Họ có được cái tình cảm của các bạn Tuy nhiên, để có thể là là người phù hợp cùng chung sống trận đời hay không ấy thì các bạn cũng cần phải xem xét trên nhiều cái yếu tố đừng chỉ vì cái được chiều chuộng mà gì mà dễ dàng đồng ý thời gian gấp rút như hiện tại cái việc đòi nợ nó cũng diễn ra rất khó khăn à, thế nhưng có một số người lại chủ động trả nợ những người tuổi dần trong thời gian này chỉ một hành động nhỏ thế thôi cũng đủ làm các bạn vui cả tuần đấy vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và thu hút nhiều cái tài lộc thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngũ thân tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi mão à, thưa quý vị nói chung ấy trong cái tuần mới này thì những người tuổi mão thiếu đi cái sự thấu hiểu đây là cái nguyên nhân mà gia tăng cái sự khác biệt trong cái tư duy của những người tuổi mão với nửa kia của mình à, các cặp đôi đang yêu thì rất có thể sẽ nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn ý kiến có phần là gì một chiều của các bạn khó có thể thuyết phục được đối phương làm theo cái ý của mình. Bên cạnh đó, cái tuần mới này thì những người tuổi mão cũng tập trung vào cái việc học tập, học hỏi và cải thiện hơn. À, các bạn có thể đã nhìn ra được cái nhược điểm của trong cái tính cách của mình và tìm cách để sửa đổi từng ngày, từng ngày một. À, bên cạnh đó, sức khỏe của những người tuổi mão trong thời gian này thì cũng không được tốt do bị ảnh hưởng của cái hung tinh. À, các bạn đang trải qua cái giai đoạn không ngừng học hỏi, cái sự căng thẳng kéo dài cũng khiến cho các bạn phải suy nghĩ đấy nó làm giảm đi cái hệ thống suy giảm hệ miễn dịch và dễ bị ốm đau bệnh tật trong thời gian này. À bên cạnh đó, những người tuổi mão cũng nên có kế hoạch là về cái việc sử dụng tiền bạc sao cho hợp lý trong cái tuần nước rút sắp đến tết nguyên đán cuối năm này. Đừng vì tâm lý cả năm mới có một ngày tết mà mua sắm quá là quá là dư giả hoặc là gì gây ra sự thừa thãi lãng phí. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận động thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Thìn. À thưa quý vị, trong cái tuần mới này thì cho thấy những người tuổi Thìn là một người khá là tham vọng. Đôi khi các bạn muốn sở hữu những cái thứ mà chính bản thân mình cũng không thực sự cần tới. Những người tuổi Thìn không cảm thấy hạnh phúc với cái mối quan hệ hiện tại. Các bạn nên nhìn lại bản thân và những mối quan hệ xung quanh của mình xem có thể các bạn đối xử với họ chưa tốt nên là có những người muốn rời xa các bạn. À, thời gian này thì có cắt tinh nó chiếu mệnh đó. Và nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thìn có những cái cơ hội phát tài phát lộc trong cái thời gian tới. Thế nhưng đừng vì thế mà các bạn để cho người khác chê rằng mình chỉ quan tâm đến vật chất, quan tâm những thứ xa xỉ hào nhoáng mà quên đi những cái giá trị của cuộc sống mà các bạn đang đang có. À, thêm nữa, ở trong thời gian này thì những gia chủ tuổi Thìn ăn uống không nhiều nhưng lại có cái thói quen là mua thật nhiều, đó chính là cái lý do lãng phí. Không những thế, ăn quá nhiều cái món bổ béo còn tạo thêm những cái gánh nặng cho dạ dày và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe vì thế mà các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi từ thìn. Đó là con giáp thứ năm. À, tiếp theo chúng ta sẽ xét con giáp thứ sáu không phải khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị nói chung ấy những người tuổi tỵ trong cái tuần mới này từ ngày mùng năm tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 âm lịch ý, thì những người tuổi tỵ sẽ học hỏi được nhiều cái điều thú vị từ một nửa kia của mình càng ngày các bạn lại càng có cảm giác gắn kết và yêu thương người ấy nhiều hơn. Người độc thân thì có cơ hội gặp được cái người mình thích trong một cái cuộc gặp mặt sinh nhật hoặc là những cái bữa tiệc cuối năm. Đấy. Với cái tinh thần ổn định sẽ giúp cho những người tuổi tỵ đánh giá các vấn đề một cách sáng suốt hơn. À, trong cái đau đông, bạn thường đóng cái vai trò là cầu nối gắn kết mọi người lại với nhau. Các bạn cũng là những người mà có lòng trắc ẩn sâu sắc và rất dễ đồng cảm với những người khác. Vì thế các bạn có thể cảm nhận được cái nỗi buồn lẫn cái niềm nọ âu của họ. Bên cạnh đó cũng có một vài cái hung tinh nó báo hiệu là trong cái tuần này thì bản mệnh rất dễ xảy ra những tai nạn do đó dù đi đâu làm gì thì các bạn cũng phải ưu tiên cái sự an toàn lên đầu tiên. Lúc này thì không nên chủ quan một chút nào, dù là vết thương nhỏ thì cũng cần phải chăm sóc một cách cẩn thận. À, trong tuần lại xuất hiện một vài cái hung tinh nữa, vậy nên các bạn cũng cần phải lưu ý nhé, lưu ý đấy xử lý các công việc càng sớm càng tốt. Tốt hơn hết là hãy nhường nhịn người khác một chút. Đấy, khi mà các bạn cố gắng hơn thua thì gì căng thẳng thì cũng sẽ tăng lên đấy nói chung ấy, trong thời gian này quý vị hãy dĩ hòa với quý để cho mọi sự được hanh thông thuận lợi và để tăng cường thêm cái may mắn cho cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân đó là con giáp thứ thứ sáu à, tiếp theo chúng ta sẽ là con giáp thứ bảy đó chính là những người tuổi ngọ à, thưa quý vị nói chung ấy, trong cái tuần mới thì những người tuổi ngọ làm việc rất chăm chỉ đồng thời cũng là người mà theo đuổi cái chủ nghĩa hoàn hảo các bạn thích làm việc trong cái môi trường khuôn mẫu có tính kỷ luật cao cái sự kỷ luật là một trong những cái động lực rất lớn giúp cho những người tuổi ngọ hoàn thành tốt những công việc được giao thêm nữa trong thời gian này thì những người tuổi ngọ còn độc thân ấy thì đào hoa nó khá là vượng hứa hẹn có nhiều cái cuộc hẹn hò thú vị diễn ra trong tuần này à, các cặp đôi trong thời gian này có rất nhiều thời gian để riêng tư để ngồi lại và bàn tính đến cái chuyện cho tương lai một số các cặp thì nghĩ tới cái chuyện là kết hôn sau một cái thời gian tìm hiểu bên cạnh đó nói chung ấy trong thời gian này thì cũng được cắt tinh nó chiếu mệnh vậy nên những người tuổi ngọ thì có rất nhiều cái niềm vui về tiền bạc và tình duyên tình hình tài chính cũng được khởi sắc một cách rõ rệt nói chung ấy cả nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ nó sẽ được tăng trưởng rất là tốt tài khoản thì cũng nhảy số tinh tinh nói chung là đủ cho những người tuổi tuổi ngọ cảm thấy là vui vẻ ăn tết vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng này được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng như vậy con giáp tuổi ngọ là con giáp may mắn thứ hai nhé đó à, tiếp theo chúng ta xét những người tuổi mùi những người tuổi mùi cũng là những người kỹ tính và dễ bực mình trước cái sự cầu thả của người khác cái phong cách sống của các bạn cũng chịu ảnh hưởng của sự kỷ luật này. Các bạn cần đề cao cái việc lên kế hoạch và luôn cần cái kế hoạch cho mọi thứ trong cái cuộc sống của mình. Vì lẽ đó, những cái tình huống bất ngờ nó có thể sẽ khiến các bạn phải bối rối và gì có kỉnh suốt cả tuần này. À, càng cố gắng giải thích thì những người tuổi mùi ấy, càng không thể nào lý giải nổi vì sao bản thân lại rơi vào cái tình trạng như hiện tại. Thay vì buồn phiền thì các bạn có thể là gì? Cho rằng đó là cái duyên phận mà thôi, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. À, thêm nữa trong thời gian này được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang tới cái vận trình tiền bạc dồi dào cho những người tuổi cho những người tuổi mùi. À, nhưng mà quý vị cũng cần phải điều chỉnh lại cái tâm lý không nên chủ quan. À, bên cạnh đó trong thời gian này cũng không tránh khỏi những cái tác động của những cái hung tinh nó có thể gây ra những cho những người tuổi mùi phải hao tốn cái tiền bạc như là gì ví dụ như là mua sắm Tết sắm ông công ông táo hoặc là gì đi chơi Tết tham dự mời bạn bè đi sinh nhật hoặc là đi tham gia những cái buổi gặp mặt đầu năm à, cuối năm vân vân đó vì vậy những người tuổi mùi cũng cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để bảo vệ cái thu nhập của mình trong suốt một năm. vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Đó. tiếp theo chúng ta sẽ đến tuổi thứ 9 đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị nói chung ấy, những người tuổi thân hiếu thắng nhất là một số người độc thân ấy, dễ phạm phải những cái sai lầm khi ta đuổi nghiệp cũng một cách mù quáng. nếu hai người không khắc phục được những cái bất đồng đã tồn tại từ trước đó thì khi quay trở lại cũng chỉ gì khiến cho đôi bên càng cảm thấy giác bị tổn thương mà thôi có một số chuyện phiền toái nó cũng xảy ra trong khoảng thời gian này sẽ gây ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc của những người tuổi thân do đó các bạn nên phân biệt rõ đâu là cái ưu tiên đừng vì một vài cái chuyện lặt vặt vặt vãnh làm ảnh hưởng đến cái tương lai tươi sáng của mình các bạn cũng có thể là không phải là những người mà có tư duy logic sắc bén nhưng mà các bạn lại gì rất có năng khiếu ở cái mảng sáng tạo và cảm xúc các bạn là những người có lòng bao dung và cái sự trưởng thành vừa đủ để vỗ về tâm hồn của những người xung quanh khi mà họ gặp chuyện không vui. Thêm nữa, có một vài cái thông tin nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi thân phải chi khá nhiều cái khoản cho những cái việc không tên. Đôi khi ấy, những khoản để các bạn tận hưởng cái niềm vui của mình ấy với những người thân trong gia đình thì không phải là cái vấn đề gì phải suy nghĩ nhiều. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám mại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo tới. Đó, đó là con giáp tuổi thân. À, tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 10, đó là những người tuổi rộng à, thưa quý vị, Nói chung trong cái tuần mới này từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 lịch thì những vấn đề cũ liên quan đến các mối quan hệ giữa những người tuổi dậu sẽ gì làm cho những người tuổi dậu cảm thấy buồn. Các bạn có cảm giác bị bỏ thì thương mà vương thì tội. Trong cái hoàn cảnh hiện tại đó, những người tuổi dậu có cảm giác mất động lực trong cái tuần này khi mà các bạn không hiểu rõ cái mục tiêu cụ thể của mình là gì. Thay vì cứ để mặc cho mọi thứ thì các bạn hãy lên kế hoạch lại cho cái công việc, cho cái cuộc sống của mình à, Xây dựng quyết tâm mới đó, Tạm quên đi những cái gì đã qua. À, thêm nữa lại có một vài cái khung tin nó cũng gây ra cái cảm giác là mệt mỏi, khiến cho những người tuổi Dậu lúc nào cũng trong tình trạng là căng thẳng. Nói chung ấy những ngày à, Tết Nguyên Đán sắp cận kề. Hơn nữa cái việc ăn uống tùy hứng, tùy tiện và cũng sẽ khiến cho các bạn cũng sẽ phải gặp những cái tình trạng bất thường về sức khỏe. Bên cạnh đó những người tuổi Dậu cũng được may mắn phải vận trình tiền bạc trong khoảng thời gian này. Đó Thế nhưng nếu mà các bạn chủ quan thì cũng rất dễ bị mất trắng đó. Do đó tốt nhất là các bạn hãy ưu tiên về giải pháp an toàn về tiền bạc Đặc biệt là vào những ngày cuối năm đó. Và để gia tăng thêm vận may cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh ngộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ 11 đó là những người tuổi Tuất. kính à, thưa quý vị, những người tuổi Tuất trong tuần này thì khuyên các bạn nên học cách khiêm tốn, đừng tiên quá tự mãn về những cái gì mà mình làm được. Vì cái điều này vô tình nó sẽ thì chuốc lên cái sự thù hằn của đối thủ. Có kẻ xấu sẽ tìm tới tìm cách hãm hại các bạn hoặc là gì, ganh ghét đố kỵ gây khó khăn chắc trở trong công việc. Dù các bạn có tài giỏi đến mấy, xung quanh vẫn có những cái cái người để quý vị cần học tập nhiều hơn những người tuổi tuất có xu hướng tự mình làm tổn thương bằng những cái mối tình chấp nhoáng à, nếu các bạn còn tiếp tục đùa giỡn với chuyện tình cảm của người khác không tôn trọng tình cảm của người ta thì tương lai sẽ chẳng có ai ở bên các bạn à, các bạn nên bỏ cái thói xấu này đi càng sớm càng tốt may mắn là nữ mệnh tuổi tuất thì lại có được cái cát tinh nó chiếu mệnh nó hỗ trợ nên là cái vận trình nhân duyên nó trở nên tốt đẹp người ấy thì dành cho bạn cái sự quan tâm chân thành mà từ trước tới đây chưa từng cảm nhận được đó có thể là lý do bạn muốn gắn kết với người ta. thêm nữa trong thời gian này thì những người tuổi Tuất lại có các cát tinh về tài tinh thiên tài nó chiếu mệnh nó ghé thăm. nói chung ấy, nó cũng mang lại cái vận may về tiền bạc và dự báo lương thưởng trong cái thời gian này cũng khá khá là ổn. đó. thế nhưng à, quý vị cũng cần phải cẩn thận trong việc chi tiêu và bảo vệ cái thành quả của mình. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ 12 đó chính là những người tuổi hợi. À, thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới thì những người tuổi hợi nói chung ấy là nếu mà để các vấn đề liên quan đến tình cảm khiến cho các bạn phải phiền lòng thì các bạn sẽ khó mà có được cái cuộc sống vui vẻ trọn vẹn à quý vị hãy chuẩn bị một cái tâm lý tươi mới để đón chào cái hạnh phúc của mình vì các bạn hoàn toàn xứng đáng có được cái điều đó một tuần làm việc hiệu quả khi mà những người tuổi hợi cố gắng đẩy nhanh cái công việc sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để chuẩn bị cái tâm lý là gì à, ăn tết được thành thơi hơn đó và không phải lo lắng cái điều gì nữa à, bên cạnh đó ảnh hưởng của cái một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho quý vị và các bạn là sẽ phải khá là vất vả đấy tất cả cũng là gì vì lý do công việc thôi. Các bạn bận rộn để thực hiện những kế hoạch một cách là gọn gàng và gì? và thực hiện cái kế hoạch nghỉ Tết nó được xuân sẻ và hành thông. Vì nó nắng nhiều nên là trong thời gian này thì những người tuổi họ ăn uống cũng không ngon, không đúng bữa. Cái việc này nó ảnh hưởng không nhỏ đến cái tình hình sức khỏe của những người tuổi họ trong thời gian này. Các bạn nên sớm điều chỉnh lại nếu không muốn tự rước bệnh vào vào người đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi hợi. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi chi tiết của 12 con giáp trong cái tuần mới và trong 7 ngày tới từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 âm lịch chúng ta sẽ có năm con giáp cực kỳ may mắn về vận trình tiền bạc đấy đó là những tuổi sau một là tuổi tý 2 tuổi thìn 3 tuổi ngọ 4 tuổi thân 5 tuổi tuất và 6 là những người tuổi hợi đó đó là sáu con giáp dễ được lộc trời cho giàu sang phú quý tiền bạc dù dính ăn tết giàu to à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn